Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sao TV. Hôm nay là một video đầu xuân năm mới, mình review nhà hàng mấy ngày hôm nay. Cũng phải chia sẻ thật với các bạn là nhà hàng tương đối là đông, nên là hôm nay phải dành chút thời gian để review với anh em. Và hôm nay mình có một vài người bạn đến chơi, thì cũng có order một em gà đông tảo của em Kiều Văn Thái, siêu to khổng lồ luôn đấy. Nhưng mà trước khi muốn đưa các bạn đi ngắm chú gà, thì bây giờ tôi xin phép giới thiệu với cả nhà quả cây đào siêu khủng của tôi. Đấy. Anh Tuấn ơi, vào đây. Đấy. Đây. Giới thiệu với cả nhà, đây là cây đào của tôi. Nhưng mà chia sẻ với các bạn là năm nay ấy, là nó rất là lạnh, nên là không thể nào mà ra hoa kịp được. Đấy. Nên là nó cũng chỉ ra được có vài bông thôi các bạn ạ. Các bác thì chơi hoa vào ngày Tết, nhưng vợ chồng em là chơi hoa là ngày rằm. Đấy, đây đây, đúng một bông nở thôi. Chỉ cần một bông là đủ rồi, không cần nhiều. Đây, đấy. Và cái giới thiệu với cả nhà là cái gốc đào này là tuổi đời của nó là hơn 100 năm rồi. Đấy, hơn 100 năm. Nó rất là già rồi. Nhiều bác cũng tò mò hỏi cây này là bao nhiêu tiền. Hơn 100 này, năm thì tương đương với cả trên 200 triệu. Cây này là có giá là nhiều anh em nhắn tin hỏi anh ơi cây này bao tiền, thì cũng chia sẻ thật các bạn là năm nay ấy, là giá trị của nó là hơn 200 củ. Đấy, nhưng mà có thể là sang năm thì giá nó khác luôn, không biết được. Cái đào thì nó chơi nhiều vấn đề lắm các bạn ạ. Anh em chơi nó phải đúng cái thời điểm nó nở đẹp cơ. Còn mình chơi ở nhà, mình nhà làm hàng nên là mình chơi nên ra rằm luôn. Đấy. Đây để anh à. Bếp trưởng, bếp trưởng thả con gà ra không sợ nó chạy à? Này, cứ này, tình hình bếp trưởng xem con này chế biến kiểu gì nhỉ? Dạ, con này em chế biến làm 5 món anh ạ. À, 5 món. À, 2 cặp giò này em cho vào tiềm thức bắc. À. Còn lướng với lại hấp với xào, với lại làm một nồi cháo nữa anh ạ. À, ok. Đó được rồi, ra đòn đi. Chúng là cảm ơn em Kiều Văn Thái rất là nhiều nhá. Anh em nào mà trên Việt Nam mà muốn ăn gà đông tảo mà hàng siêu to khổng lồ thì cứ gặp em Kiều Văn Thái. Hôm nào mình có dịp về Hà Nội thì sẽ qua chỗ quán phở của em review. Cái mỏ xinh nha. Cái mỏ này nó bị gãy rồi. Đấy. Chân thì to. Chân to. Đấy. Chân to lắm anh em ạ. Đấy. À, anh em nhìn này. Cặp giò như giò hoa hậu ạ. Đấy không? Giò hoa hậu ơi. Nhìn nó to thế này cơ mà. Siêu to, loại chân. Nhưng mà chân này tiền thuốc bắc là chuẩn như đấy à bếp trưởng? Chuẩn anh ạ. À. Dạ vâng. Bởi vì là như này này. Người ta hay răng muối bằng cái chân này mà đúng không? Chân này chân ngâm giả ớt anh ạ. À, ngâm giả ớt thì ngon đấy nhỉ, giòn đấy. À, bởi vì là trên mình ý là chuyên mảng cá tầm, cá hồi, lợn bản, gà bản. Đấy, nên là cũng chế biến theo kiểu mà anh em mình thôi. Thôi được rồi, bếp trưởng cứ vào ra đòn đi. Đấy. Đây giới thiệu với cả nhà tiếp với cây mai. Ok em. Xin chụp với anh, xin chụp với gà. Đây là cây mai. Bởi vì trên Sapa các bạn ạ thì thời tiết nó rất là lạnh luôn. Đấy, thời tiết nó rất là lạnh. Nên là hơi khó để mai nó nở đẹp như kiểu là ở những nơi mà thời tiết nó ấm. Đấy. Giờ mình đi review tiếp. Ra đây em ơi để review tiếp cái cây đào này cái. Giờ nhiều người đây rất nhiều bác ở bên trên đang lở mấy bông rồi, anh chưa nhìn thấy đây, đây, đấy đây. Bắt đầu rồi. Hả? Đâu ở đây trước cửa đây. Đấy. Sướng lắm anh em ạ. Hả? Đây. Nhiều anh em cứ bảo là nhiều anh em cứ bảo là cửa hàng đặc sản Tây Bắc của Hải là chuyển đi đâu nhá, nhưng mà không chuyển đi đâu đâu các bạn ạ. Mình để thêm vào phía trong cái này. Đấy. Còn ở đây có cả bánh hạt rẻ, rồi có rất nhiều món. Em chào các anh nhá. Đấy à. Các anh mua nhiều thế. Chào các tráng sĩ. Đây. Các anh sao lại đến ủng hộ em nhá. Đấy. Đây nhà mình thì có bán những loại như thịt trâu gác bếp. Loại này là 999k một cân nha anh em nhá. 999 1kg. Anh em nào mà muốn mua thì truy cập vào website sapatv.vn hoặc alo cho Hải, số điện thoại là 0974686389 là chuyên về đặc sản. Mà cái lạp sườn này mình bây giờ học ra một kiểu nhỉ. Lạp sườn bây giờ là ngoài anh em
rán hấp thì anh em có thể là nhúng lẩu ăn rất là ngon và thơm. Trước mình đã ăn thử rồi, ngon lắm anh em ạ. Đấy, và các bác muốn nếu mình có cái loại hộp này, các bác muốn mua biếu hay là tặng cái gì đấy là ok luôn. Ngoài trâu qua bếp ra còn có thịt ba chỉ, ba chỉ lạp sườn, nói chung là rất nhiều luôn. Đấy, rồi các loại đặc sản ở phía Tây Bắc này, đây là miến này. Rồi miến đặc biệt là các loại măng. Măng là em Tuyên phải đi thử ở các cái chợ phiên này, không có chất bảo quản, nên là các bác yên tâm khi sử dụng sản phẩm nhà em Hải Sapa TV. Ở đây có rất nhiều những cái đồ để ngâm rượu, đặc biệt là loại cho đàn ông này, kháo vái lèng hoặc là tấn khẩn ba kích, nói chung là rất nhiều anh em ạ. Và mật ong nữa nha anh em nhá. Đây. Đây. Mật ong rồi dầu xả rồi. Đây là mật ong Bạc Hà. Nhiều bác hỏi cái này là cái gì đấy? Tinh dầu quế cũng chỉ còn có chục cái chai này thôi. Tinh dầu quế sắp hết rồi. Chắc không có nhiều. Không có. Đấy, đây là tinh dầu xả. Nói chung là đây là mật ong này. Đấy. Nhiều lắm, anh em cứ vào website sapatv.vn thì bên mình là có những cái hạng mục như kiểu là nhà hàng, khách sạn rồi đủ hết luôn. Rồi bây giờ chờ gà nó chín để đón khách thôi. Hôm nay có cả bạn bếp trên mạng lên đấy, nhưng mà các bạn đang đi quay rồi các bạn ạ. Không có. Tí nữa có kịp không? Có kịp về đây không? Chắc là kịp chứ. Cái này là phải ra rằm nó mới nở rồi. Cây đào khủng luôn. Đấy, đặc sản Tây Bắc anh em nhé. Không biết là mệnh của các bác là hợp những cái loại cây gì, nhưng mà phong thủy của vợ chồng em là rất hợp đào với cả mai, nhất chi mai. Là hai loại đấy, năm nào là vợ chồng em phải chơi. Rượu ngon thì phải có bạn Hiền, mồi ngon phải có các chi kỷ ở đây. Thôi anh là chờ làm gà xong hết rồi đi, mời mọi người ra trên đi. Chỗ khác phải nói là rượu ngon là có gái đẹp, nhưng nay không dám nói câu đấy ra. Nói câu đấy ra thì vỡ mồm luôn. Đây em mời cả nhà lên trên. Đây đi nhanh cái tay lên nhá. Đây mời mấy anh em mình ngồi phía trong này. Đây. Đông tảo ạ. Ừ. Rất là to. Này quả gà siêu to khổng lồ. Đây là chân gà. Nhưng mà chân giò luôn ấy nhỉ. Chân gà mà gọi là chân giò được. Nó to như cái chân giò lợn ấy nhỉ. Đây mấy anh em ngồi đây em ơi. Đây anh ngồi đi. Đâu nhỉ? Kia em ngồi ở gần anh Hải. Nói chung là mình phải cảm ơn Kiều Văn Thái rất là nhiều nhá, Kiều Văn Thái nhá. Đấy, đây. Hai đứa đã bao giờ thấy con gà nào mà chân nó to như này chưa? Chưa. Đây. Em là lần đầu tiên thấy. Cho ai mí, anh em mình tất cả mọi người chụp kiểu ảnh nào. Đứng sang vào đây. Anh Tuấn đây. Đây. Ai mí. Ai mí. Gà này chị xong thì ăn chắc là không phải trong mình. Đâu? Phao câu mà. Phao câu. Đấy, nó có cái phao câu mà nó nhớ ngay chị xong hỉ rồi. Nói chung là tuyệt vời đấy Kiều Văn Thái. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Anh em nào mà muốn mua có loại gà Đông Tảo mà size to to này cứ alo cho ấy. Tái anh ngồi đi em. Còn đây là món xào lăn này. Đây là món hấp này. Đây là món nướng các bạn ạ. Xương sẩu thì anh em tôi cho nấu cháo. Đây là món nướng. Còn cái này là tần cái chân của nó là tần Tốc Bắc. Ăn thôi trước khi ra đòn con này thì anh em mình cứ xơi cái món kia đi nhỉ. Đây, đây còn nướng đi em ơi. Rồi, đây. Rồi em xin. Em ơi. Đây. Rồi. Ok, cảm ơn em. Ở đây thì có hai chị em nhà bếp trên bản đang có chuyến đi review Sapa. Cả anh Tung Tăng TV nữa. Có mùi ngon, đúng lúc mà anh em Thái nó gửi về. Rồi mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Nhưng mà thì con này là nó hơi nướng à, dai nhỉ? Hơi dai.
Ủa, quả nướng này dài hơn cả ấy anh em ạ. À, anh em thử cái hấp này nào. Nào, hấp này chừng có vẻ ổn hơn này. Đấy không? Đấy không? Đấy, ngồi đi em. Đây, đấy. Đấy, mọi người chắc là đang đánh đu với nó rồi. Mềm hơn không? Già rồi. Đầu tiên là cho hai mấy anh em là quả. Giang quá không? Giang quá. Ngá đúng cân. Mẹ thế này. Nhai kỹ thì cái da vẫn thấy giòn ở trong mồm mà. Đấy đúng không? Cái này là rất là tinh nó. Đây còn là món sáu lăn, có khi em nghĩ sáu lăn nó có vẻ ổn hơn đấy anh ạ. Nào mọi người thử tí đi. Sáu lăn là điểm cao. Hôm trước là em dự ăn nhà dân tộc quán ở bên cơ sở hai nhà anh chị ấy, thì là có ăn nước chấm đấy rất ngon ấy. À. Thử nước chấm này chỉ cần các bạn theo hệ thống nước chấm bên đấy cũng là giống nước chấm bên đấy á. Anh ơi ăn miếng này ấy. Cái bì này rất là đó. Giòn luôn. Cái món sáu lăn này rất là thích hợp luôn cho anh em nào uống bia nhá, vì là ở đây nó rất là nhiều gân và ngon. Đây anh em nhìn. Cái da này nó rất là giòn và sật luôn á. Nào. Đó là tiết Sapa này. Nó rất là lạnh, đâm ra là đồ ăn vừa mới lên xong á thì đã lạnh rồi. Hôm nay lạnh 6 độ mà. Lạnh nhưng mà thời tiết này đẹp. Không, cứ không mưa, ở Sapa không mưa là đi chơi là thích rồi. Bây giờ anh em mình nha. Anh em mình xử cái chân. Chân đó. Chân làm nào? Nha. Cái kéo cắt à? Chân này phải ăn 4-5 người ăn. 4-5 người ăn đúng rồi. Chân này là nhiều người ăn. Chân này là bây giờ như này nhá, bốn cái chân, hai cái chân gà ủ muối và hai cái chân tần, thì các em muốn ăn loại nào? Em muốn ăn ủ muối. Em muốn ăn ủ muối, thế còn ai mí? Hai chị em, ok đấy, được. Nào, thế bây giờ lấy cho em là cái này nhá. Em nghĩ em 4-5 người ăn không hết đấy. Không, bây giờ em phải chơi hết cái này, đi đâu thì đi. Đây. Anh này gà cắt cho em cái kia. Cũng là chân gà nhưng nó lạ lắm. Cũng là gà bản của em làm sao mà nó to này được đúng không? Đúng rồi. Đây pơ pơ cắt giúp anh cái này này. Đừng ở đây nó cắt nó dễ. Em à. Bảo còn bảo từ bé chưa nhìn thấy bây giờ. Bé bé cái ngọn này thôi. À chân này. Chân gà. Bé bé bằng cái ngọn này đây à? Ừ. Cái móng. Bằng cái móng thôi. Bẻ gập nó lại đúng rồi. Ui. Chưa ăn bao giờ mà làm cũng sành phết đấy. À, cắt cái chân gà mà không biết cắt thì nào hai chị em cạch nhau cả. Không à, đây, anh Tuấn là ăn cái ủ muối hay là không? Không, anh thì tự nhiên thôi. À, em cũng ăn mấy em thích ăn mấy cái hấp này luôn. Không, bây giờ mỗi người ăn một tí chứ. Này, thế thì cho anh ăn ủ muối hay ăn hãy cho anh cái hầm tần. Cho anh hầm đi. Rồi lấy cho anh Tuấn cái hầm đi. Còn đây cho Tuyên cái ủ muối nha. Thế anh ăn phần nào? Anh ăn đùi à? Anh ăn phần đùi. Đùi, trăm phần trăm rồi, khôn lắm. Thích ăn phần đùi mà, sở trường anh Hải ấy. Đây, đây mà, chủ tịch đây. Nhưng mà cái loại nào thì em không biết nha, nhưng mà riêng cái loại gà này là phải ăn ấy. Thôi bây giờ này cầm tay cho nó nhanh này. Đấy, anh em mình cứ sống đúng bản chất nhá. Làm sao mà cứ phải... Đấy. Chiếc chị cầm em cái bát này. Rõ ràng luôn. Nói chung chân gà này thì nhiều người nhìn có thể so sánh nó to ngang cái giò lợn mà nó kiểu giò đấy, đấy là so đấy là anh mí so sánh cái chân gà này to à. Hơn cả tay của em luôn, to luôn hơn cả tay của anh mí này, to thật to hơn cả cổ tay luôn. Em bây giờ như này này hay là bây giờ em đo chân thì bỏ xuống chân thì đo được. Đo tay thì nhỏ hơn rồi nhưng chân chắc chắn là rồi. Ăn thử thế nào, hai đứa thử review thử thế nào. Đấy, bụp luôn. Chấm. À. Ồ.
Làm gì mà cầm cái chân to run hả em? Ui, ngon không? Giòn không? Đã. À, đã. Nhưng mà từ bé bây giờ đã nhìn thấy cái chân gà nào to như này chưa? Thế gà ở bản cái to nhất là nó to như thế nào? Nó bằng cái ngọn này. Nó bằng cái ngọn này à? Anh ơi, dùng đi anh. Này. Anh, anh em dùng đi, em dùng đi. Anh em làm cái đùi thôi. Cầm cả gái luôn. Thôi, để ra một miếng, ăn cho nó dễ. À. Răng mồm không tốt cả hải được đâu ạ. Đấy, nói chung là ok đây, mình bây giờ đến lần mình nhìn thấy thèm rồi. Ôi, đây, con ủ muối đây. Mà công nhận gà này ngon anh. Đây, đấy, gà ủ muối rất là uy tín luôn. À, xin phép mấy đứa nhá. Mới đầu nhá, các mọi người thấy kiểu làm bốn quả chân nên là mọi người thấy ok yên tâm lắm rồi đấy. Nhưng mà biết không, quả đuôi rồi hải. Mời anh em nhá. Nào, anh em cạch cái nào. Dạ. À. Này, đấy. Cũng là chân nhưng mà chân của tôi nó lạ lắm các bác ạ. Ở chân này nó lạnh. Cái nước này nó đông lại luôn này. Cái da nó lại giòn thế nhỉ? Ừ, ngon. Anh có biết con này thường nuôi được bao nhiêu lâu không? Con này, cái đùi này có khi tôi tính là khoảng 1 cân rồi đấy. Đấy không? 7-8 lạng. Nuôi bao lâu thì chắc phải hỏi người nuôi con gà này đúng không? Vâng. Vậy. Thôi nắm đi, bẻ làm gì được nữa. Không. Ê, ăn gà là phải biết ăn, thấy không? Đấy. Đây. Tuyệt vời chưa? Anh không sơ được chân thì em mời anh cái đùi. Anh ăn đùi đi. Ok. Chén đi anh. Cái gà đông tảo này là ngon nhất là cái chân. Nó nhiều cân. Rồi mời các bác nha. Mời anh em. Mời cả nhà. Ngon nhất là cái chân đó. Ăn xong cái chân này là cũng no, ấm bụng luôn. Trứng nha. Thôi. Nào, đổi nha. Đây. Nè. Nào. Đây chắc con chân gà, cái chân gà em ăn to nhất trong đời. To nhất trong đời. Nói chung là ăn uống ấy, nhiều khi là nhìn thấy cái cảnh ăn nó hơi bỗ bã một chút. Nhưng quan điểm ăn uống của Hải là ăn làm sao mà mình cảm thấy ngon miệng nhất, mình cảm thấy nó vui vẻ nhất là được. Nhớ. Mình cảm thấy sướng nhất ạ. Ủa. Rồi. Rồi, đúng rồi. Cắn phát được ngập mồm luôn. Nhưng mà cái giòn ở cái da nó khác với cái giòn ở chân. Chân nó này toàn là chân thôi. Toàn chân nhưng mà cái độ bì dày ấy. Nó gấp bao nhiêu lần này, cái bì ở trong cái thịt của con gà ấy. Nên là làm sao nó giòn. Rõ ràng. Có bao nhiêu cái thể lực vận động ấy, nó dồn hết xuống cái chân rồi. Giống như ở mình ấy, mình là rất đam mê tập luyện thể thao. Anh tập luyện ác lắm ấy. Nhưng mà kiểu anh tập sai động tác ấy, nó toàn dồn hết xuống bụng thôi. Đó. Người ta tập đúng động tác là nó là 6 múi. Nhưng mà đây tôi còn đúng 1 múi thôi anh em ạ. Thôi được không sao. Nào. Anh quất vào nào nữa. Đấy rồi. Đấy rồi thì hai chị em chơi hết chân chưa? Làm cái đùi nhá. Đây là hai anh em tôi, là bốn anh em tôi chén hết con gà này. Hai con gà này là rơi vào khoảng hơn yến. Đây. Gà ủ muối Kiều Văn Thái. Phải nói là uy tín đấy. Yên tâm là chưa. Này, bây giờ cái này nhá. Ship cái phao câu này. Đóng gói, mang gửi cho Song Hỷ nhá. Song Hỷ Vlog chuẩn bị nhận cái phao câu này nhá. Nhưng con gà này to nhưng phao câu là bé nhỉ. Đấy, có phải cứ to là nó được to đều đều đâu em. Đấy. Anh. Ui. Đấy. À, đây. Cho ai mì anh ạ? À đây. Em cho. Tay khỏe ấy. Nào bây giờ xình đi. Nào, 1 2 3. Rồi, bây giờ thắng thì được lựa chọn. Đây. Ok, cảm ơn em.
chén đi anh. Dạ, ăn hết cái này mới được. Làm xong miếng đấy là no luôn. Em no luôn mà. Ừ. Nhưng công nhận ướp cái gia vị ở bên trong ấy ủ đúng đúng tầm mới ngon nhỉ anh nhỉ? Wow, thật thật đấy. Ướp mồm. Nhưng mà... Mà lấy đà ăn. Phải nói là từ ngày xưa giờ mình quen rất nhiều anh em làm YouTube. Kể cả Phạm Dũng, anh Cua hay là Thái Nhà Biển, Song Hỷ. Rồi em xe đầu kéo Vlog hay Hà. Nhưng mà bây giờ là thực sự là gặp được đứng truyền nhân. Hai đứa này cũng truyền nhân sau 3 TV anh em ạ. Ăn uống cũng được. Đấy, cũng chịu khó. Nói chung là mạng không dị ứng với một loại gì. Ăn hết. Ăn được hết. Tương lai là kênh của em là sẽ là số 1 Việt Nam đấy. Sướng chưa? Chén tiếp đây, ngập mồm. Mới ăn một chút xíu thôi mà cảm giác là bắt đầu no rồi đấy. Làm gì ăn này, ăn hết cái đùi đấy đi. Phần của ai thì người đấy giữ, linh hồn ai người đấy giữ. Rồi, mời cả nhà. Thực sự thì khi thưởng thức món gà ủ muối của bạn Kiều Văn Thái thì thực sự là nó hương vị khác hẳn so với cái hương vị của con gà mà mình mua ở một số chỗ khác, ví dụ như là siêu thị đấy. Siêu thị thì bán khá là nhiều nhưng không có cái hương vị như này. Tiếp nữa là ăn gà mà gà Đông Tảo đi ủ muối thì nó mới lạ. Đó, ra đôi khi một con gà to như thế này thì mình nghĩ là phải tầm 6 đến 8 người là chiến mới hết được, chứ còn mà 4 5 anh em như thế này là không ăn thua đâu. Anh em tôi là toàn chơi những cái gọi là siêu to khổng lồ thôi. Đấy. Ê anh Mí nhá. Bây giờ thế này, anh Mí là phải ăn hết cái này. Đóng gói mang về á? Cái này ăn phải 2 ngày. À đóng gói mang về, mình lại nhớ cái câu chuyện ở nhà Diễm. Chị Diễm. Mang hẳn lấy càng hải sản à? Mang hẳn lấy càng cua lên máy bay đi qua đội SWAT này. Nó bảo là không được qua. Nó là người không cho qua đấy, bởi vì vướng cái càng. Chịu thật. Không nhưng mà vui mà. Ăn đi anh em, ăn đi, ăn hết thì mới được về nhá. Không. Anh Tuấn này có vẻ như là không quen ăn uống kiểu mà dân dã này đúng không? Không phải là dân dã mà có nghĩa là to quá là Tuấn lại không có đấy là ăn răng, được nhiều. Răng anh không khỏe. Răng này không khỏe lắm, răng không khỏe bằng răng hải. Không to bằng răng hải đâu cả nhà. Mà những các con gà này mà mang biếu cho hoặc là tặng thì nó cũng đặc biệt hơn các cái con gà khác anh nhỉ? Nói chung ai mà cứ tặng em con gà to này em cũng thích rồi. Nhưng mà cái gì to là thích. Đấy. Cá nhân anh lại thích. Đây, cho chân to thích không? Chấm với nước chấm ở nhà hàng của Hải ấy. Nhìn ăn nó rất là tâm vị. Và đặc biệt những người mà thích ăn mặn một chút thì chấm thêm cái nước chấm này mình nghĩ là nó lại hợp lý. Ở đây là ai chơi phong câu nhỉ? Có ai ăn phong câu không? Chopper nhá. Em không ăn phong câu à? Cái này ấy, cái này ấy, ăn các cụ người Kinh hen bảo là ô mày ăn cái gì thì bổ cái đấy đấy. Này cho anh anh không thôi ăn à. Đây này, ở trong cái hầm tiệm thuốc bắc này có cả cái lấm lấm hương, lấm hương ở Sapa cho đây nó rất là thơm anh ạ. Đây anh em, lấm hương này nhà mình đang bán mà. Vâng. Đúng không? Thôi Song Hỷ ơi, anh xin phép em nhé, anh sơi trước cái phao câu. Định ai Mí định ship cho em nhưng mà anh nghĩ là hôm nào anh bảo Kiều Văn Thái ship hẳn cho em luôn. Này phao câu ok ạ, ngon. Ăn nó ngậy không? Ngậy. Các bạn cứ ăn ủ muối à? Nó đã vừa vừa rồi, nó vừa mồm à? À. Thực ra nếu như mà ăn gà này mà làm tí nước thì nó lại ngon. Nhưng mà bây giờ buổi ban ngày thì chúng ta lại không dám uống. Tối uống sau tối ngủ thì được. Chứ còn ban ngày lái xe đi, thứ nhất là nó không an toàn cho chính bản thân. Thứ hai là không an toàn cho cả người khác. Và thứ ba là chắc chắn là dọc đường sẽ bị bắt thổi nồng độ cồn đúng không? Nó rất là nguy hiểm. Thực sự nếu mà anh em nào mà lái xe mà
lái xe thì mình khuyến cáo là buổi tối thì chúng ta làm nhâm nhi vài ly đấy, còn ban ngày thì mình nghĩ là không nên. Điểm này nó khá là đông, ngay ở Sapa quá đông luôn. Nhưng mà khi đến nhà hàng của em Hải ăn ấy mà có uống rượu mà không may say mà không lái được xe về ấy, em tuyên là điều đệ tử lái cho về tận khách sạn của các bác luôn. Có luôn mà anh thu đi. Điều đệ tử em ấy. Tí em điều. À, chú chào mấy đứa nhá. Chào con. À. Chào con. Ừ. Ra đón đi. Em ơi. Ơi em ơi, ăn hết chưa? Hay định để dành thế nào? Muốn đi để dành. Ơi. Mang về. Chén đi em. Em ăn được da này, rất là giòn luôn. Ta chảy nước miếng rồi. À, bơ ăn hết da rồi, bơ kiểu thích ăn da ấy. Hôm nào anh có thời gian thì anh sẽ đưa về để giao lưu gặp gỡ với anh Kiều Văn Thái nhá. Anh ấy chủ làm cái con gà này đấy. Không biết là làm kiểu gì. À, định học nghề à? Đấy em thiên cái này không? Đúng không? Cái cầm cái ngon. Cầm ngon á. Gà đen để gà đen này được đấy. Mẹ thông minh nhỉ. Khi làm gà đen ủ muối được đấy. Nó khắc bọt đấy nhỉ. Thế nào phải để xuống xin công nghệ của ông Thái. Anh ơi, làm mấy cái này nhỏ nhỏ. Chén đi. Cả bát nó còn không giữ nổi cái đùi nữa. Này, ngon này. Mình thích ăn cái tránh nhiều da. Đây để cho cái ăn. Đây, cháo. Cháo. Đốt chưa? Đốt bếp chưa? Nó hết rồi, bảo các bạn đốt mới. Em ơi, cho anh tí cồn đi em ơi. Ăn thông cái này mà làm tí cháo là quá tuyệt vời luôn. Ấm bụng. Đây là cháo gà, cái xương ấy, cái phần xương ấy. Mình nấu đem nấu cháo. Anh ơi, anh làm tí nước này này anh này. Rồi, đây rồi. Đây, cái muôi đâu rồi? Lấy cho anh cái muôi đây em ơi. Đấy. Nhà đông khách quá nên là các em nó kiểu quên phục vụ cái mâm khách VIP rồi. Mai đồ này không có tiền tip nữa rồi. Cho anh cái muôi đây. Muôi mới nến. Rồi anh cảm ơn. Đây. À cái chân gà hầm này là ngon nhất là cái phần nước canh anh ạ. Húp một chút đi. Để hết rồi đấy, cho nó tỉnh táo. Đây em. Anh giải tí em lại. Hai đứa đưa anh đây. Nhà mình là đang bán cái phần cái này là cái gì nhỉ? Gia vị đồ tần. Gia vị đồ tần nhá anh em nhá. Anh em có muốn mua đồ gì thì hãy truy cập vào website sapatv.vn để tránh bị bọn nó lừa đảo nhá anh em nhá. Giờ rất nhiều đơn vị giả mạo sapatv để đi bán những cái đồ mà ối rồi. Đấy, đây. Rất là thơm luôn. Ngon lắm. Cái của gà này nó mình nó ngon hơn. Đúng không? Có vị ngọt ngọt thanh thanh nha. Ấy làm mắt canh như thế là quá đỉnh luôn. Kỳ tử y dĩ hạt sen sâm đương quy. Bình thường là anh em ngồi nhậu lai ra lai ra đến chiều, nhưng mà hôm nay là do anh em mình đã đưa bạn Pơ và Ái Mí đi lễ hội để tìm chồng nhá, xem có kiếm được anh nào không. Đấy, anh em nào mà muốn làm quen với Pơ và Ái Mí thì cứ alo trực tiếp Ái Mí Pơ nhá. Số điện thoại bao nhiêu? 0923 456 766.
tung tăng TV đâu rồi? Đây rồi. Ừ, ăn hết nè. Cứ túc tắc ăn thôi. Ăn đi anh. Bây giờ là không có tung tăng nổi nữa, túc tắc. Đây, các em dùng cái nào năn này này. Nhà xem có miếng gà nó khá là dai và nó không có bị mặn như một số loại gà mà Tuấn đã ăn. Đấy. Nên là cái hương vị vẫn giữ rất là. Cũng là ủ muối nhưng mà nó không bị mặn. Nó không bị mặn thì trong cái gia vị nữa là ok luôn. Đấy, anh đi nhá, trong cái dịp qua Tết này này. Ừ. Vợ anh ở nhà là cũng rất là no, là sợ ra đây là ăn là đói. Thiếu đói xong rồi là gầy. Ừ. Nên yên tâm mà khi gặp em là anh sẽ mập hơn chị ạ. Không, vợ anh cũng giao là đi bắt vợ nữa. Bắt à. Anh em nào mà chưa có người yêu ấy, chứ còn mình không có đâu. Đây, làm bát cháo đây. Mình ăn mình cho luôn vào đây nhỉ? Ừ, đúng không? Các em ăn được hành không? Có, em ăn gì? Anh ăn được hành không? Ăn bình thường. Cái này là cái này là hành của người Kinh đấy. Ừ. Nhá. Đấy. Này cháo gà Đông Tảo luôn mà. Cháo gà Đông Tảo em ạ. Do. Thôi đổ bô nó vào hết luôn. Đang láo mà chẳng ăn. À. Đây là đấy, ở dưới này là có những cái phần xương gà. Hành phi này, tía tô này. Vâng. Hành khô à? Vâng. Hành khô này em rất thích ăn nhá. Mỗi tội là lúc nói chuyện thì hơi thở nó toàn mùi hành nữa. Cái anh này cái mua kia, anh đảo đấy. Được rồi, ok ok. Rồi chờ một chút cho nó nóng lên là ok. Tại cho anh ấy vung vào phơi. À, hôm nay là được chồng phục vụ cho. Đấy. Từ ăn dép. Nói chung là anh em đi đâu cái dịp mà này lên Sapa. Cái dịp đầu xuân năm mới thường mọi người hay đi lễ đền ông Hoàng Bảy ấy. Sau đó thì lên Sapa thì nhớ mọi người có gì thì qua ủng hộ nhà hàng Sapa TV hoặc là nhà hàng Dân Tộc Quán. Thì mình có hai nhà hàng các bạn ạ. Đấy, Dân Tộc Quán Sapa và Sapa TV. Số điện thoại của bên Dân Tộc Quán là 0922111234. Nhà hàng Sapa TV là 0563456789 anh em nhé. Đấy, nhiều khi là mình tránh ở nhà hàng nhầm nhà hàng lọ nhà hàng kia, mình phải đặt hai cái tên nó khác nhau. Đấy, không thì người ta cứ đặt bàn này cứ đặt bên nọ lại đi bố sang bên kia. Hôm nay đấy, nhầm loạn xạ đây anh em ạ. Nên là thôi các bác lên thì cứ có ủng hộ Hải. Đấy là mình nói thật là đấy là nhà hàng của mình nhá. Anh em bảo mình là ăn tiền đi review là không phải đâu. Ừ. Đây giòn giòn chứ mà. Đây là gà Đông Tảo không? Ừ. Không, em nhai thử cái bì bé rồi. Thái càng mỏng ha, thì càng giòn. Em bằng nhái miếng này là hơn gà cao su luôn á. Rồi, xong. Em nhá hết từ giờ đến giòn lắm. Xuất vào. Không, nó ăn xuất thì nó lại là độ giòn nữa. Nó ăn cái này nó ngon, ngon ở cái da, cái bì nó ngon giòn. Ngon nhất là cái da này giòn mà. Quá nghe sần sật sật luôn á. Nên em còn tưởng là em sai, em nghĩ là tím ngựa Thái. Tại vì là nó theo tím ngựa Thái á. Em cái con ngựa. Cái này là tím ngựa Thái. Không, em tưởng là cái gì? Thịt ngựa hay là gì? Tại nhìn xa không nhìn rõ. Giòn. Tôi có bếp của em đâu rồi? Có bếp á? À, bảo mang cho có bếp cho lên cho anh đi. Châu đang hấp ở dưới kìa. À, cho Tú ấy, bảo Tú đưa chị. Cái em món chủ lực Châu qua bếp để đãi khách. Năm nay bạn nào đến nhà Hải chúc Tết là cũng mời ăn thịt Châu à? Được, ăn thịt Châu luôn. Nhà có gì là đùng đấy. Anh mời anh em của nhà làm ra nhưng mà anh tự phải vận động nhá. Hai người đẹp vào thưởng thức thử xem mà Châu Gà Bếp Sapa TV Châu ở bên là... em là không cần phải động. Châu Gà Bếp bếp trên bản nó khác nhau ở điểm gì? Này cứ hấp lên là xé tơi ra như này luôn. Này nhìn này. Đấy này. Rồi. Này. Yêu chưa? Anh em muốn mua thì Châu Gà Bếp thì anh em vui lòng truy cập vào website sapatv.vn hoặc anh em alo cho Hải. Số điện thoại là 0974
0986386389 để tránh bị lừa đảo nhá anh em nhá. Thịt trâu nhà mình đang bán ở trên thị trường là 999.000 một kg nhá. Không bao giờ có thịt trâu mà nào mà bán rẻ hơn đâu anh em nhá. Đấy. Đấy. Từng thớ này ngon này cơ mà. Ơ tài cameraman làm miếng đi. Làm tí nữa. Ừ. Bia à, ấy, này cao thủ rồi. Phải bia mới được thôi. Hôm trước là mời anh Tuấn là anh Tuấn say hôm đấy say vắt lưỡi thì. Này thấy anh Tuấn là không không hiểu gì đúng không? Dạ, không hết rồi, Họa Mi ngừng hot rồi anh em ạ. Anh ấy chỉ hot được một hôm thôi. Ừ. Sau vụ tối hôm qua là hôm nay là Họa Mi ngừng hot. Mà mấy khi khách quý đến nhà chơi ra chơi chúc Tết nên là anh em phải à, anh em mình này ok chưa? À. Được chưa? Đây có mua đây. Nào anh. Bố nhà mình làm bát cháo đi. Em múc cho mọi người à. Đâu, em đưa anh lấy cho. Đã ngồi ở đây có vợ là luôn luôn là vợ phải là đầu tiên. Đấy. Nha. Yeah. Ra bảo là đấy, ngoan. Để vợ trên đầu đấy. Là trường sinh bất lão. Đấy, đưa tráng sĩ đây. Ngoan là cái gì cũng có. Nào, thìa đây. Cái gì là cho ngay đấy. Có bỏ cái này ra không? Chén luôn đi. Bùm luôn. Ui, uống. Uống mấy ái mí bữa rượu mà bữa bia mà đến hôm nay gắp còn không gắp nổi nữa. Đây anh em. Nhậu phải vui cả nhà. Đấy. Rất là ngon luôn. À. Đây được bát đây. Đây này, ở đây là đều là có những cái phần xương gà Đông Tảo. Đây là gọi là cháo gà Đông Tảo anh em nha. Hai chị em này cố gắng ăn nhiều vào cho nó lớn. Đây. Ui. Anh à, em ơi, đây có cái phao câu nữa này. Em có chén không? Chén luôn nhá. Đó là cái duyên đấy. Duyên ạ. À, em định không ăn phao câu nhưng mà đây. Ăn cái này ấm bụng luôn anh ạ. À, anh em mình à. Anh không bị cảm cúm cái gì. Thường thường anh ăn cháo anh không dùng thìa. Là gọi là cháo húp vòng quanh cũng được giả dần. Em hiểu không? Ôi giời. Ở đây còn nhiều mà em? Nhiều mà. Còn nhiều chị Phương. Tại vì em nhiều thịt quá nè. Phương là sợ ăn thịt rồi đấy. Đây hãy đổ hết vào trong nhìn to. Đây là cháo cháo hành. Cháo gà Đông Tảo đậu xanh. Đấy, ăn với cháo rất bổ luôn. Gà Đông Tảo là em nghe danh rất là nhiều đấy, mà đặc biệt là xem trên TikTok là rất là nổi anh Kiều Văn Thái. Cảm ơn anh Kiều Văn Thái chưa? Cảm ơn anh nhé, con gà. Hôm nào anh cứ phải gửi tặng em một con riêng kiểu hơn to lắm đấy. Con gà đen. Gà đen. À, được đấy, ủ gà đen đã uy tín đấy. Tuyệt vời anh ạ. Thôi anh em nào mà muốn mua cái gà Đông Tảo này ủ muối thì alo cho em Thái nhá, Kiều Văn Thái. Mình sẽ để số điện thoại ở trên phần bình luận nha anh em nhá. Rồi sau đây có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc cái video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin năm mới là xin chúc tất cả những khán giả của Bếp Chuyên Bản, Tung Tăng TV cũng như Sapa TV một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các bác khi xem video nhớ đừng bỏ qua quảng cáo nhé. Em nhắc đi nhắc lại rồi đấy, nhớ đừng bỏ quảng cáo để anh em còn kiếm ăn tí. Đây, xin chào và hẹn lại tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá. Bye bye.
và ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy, hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.